Ô tô 360 xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Chúng ta lại được gặp nhau trong clip mới nhất mà hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360 của chúng tôi. Nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh, và quý vị và các bạn hãy rung chuông để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ở clip này chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được trong ngày hôm nay. Đó là chiếc xe Kia K3. Đây là chiếc Kia K3 phiên bản 2.0 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 và là phiên bản nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Chiếc xe đã được đăng ký tên tư nhân và biển tỉnh, nhưng mà chiếc xe này đã là biển gốc Hà Nội, đăng ký lần đầu là tại Hà Nội. Nên quý vị và các bạn, nếu như mua chiếc xe này mà sang tên tại Hà Nội thì quý vị và các bạn cũng không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Chiếc xe này đang không có biển vì chúng tôi đang rút hồ sơ, cho nên là chiếc xe đã mất biển vì biển tỉnh về, nên chúng tôi phải rút hồ sơ luôn. Để nếu như quý vị và các bạn có mua và đăng ký sang tên tại Hà Nội thì là chúng tôi sẽ sang tên cho quý vị và các bạn ngay và luôn, không phải chờ rút hồ sơ nữa. Và chiếc xe này đã được đăng ký là gốc là biển Hà Nội, nên quý vị và các bạn có thể bây giờ đăng ký tại Hà Nội hoặc Sài Gòn đều không mất 20 triệu tiền biển. Chiếc xe đã chạy được hơn 4 vạn km rồi, cho nên là toàn bộ về chiếc xe này thì còn rất là mới, không phải giới thiệu về nhiều cho quý vị và các bạn cũng đã biết là rất là mới, vì ở cái phân khúc hạng C, hạng D thì không có chiếc xe nào là người ta mua về để chạy dịch vụ cả. Chiếc xe này là hoàn toàn mua về để sử dụng cá nhân, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới và đẹp, và chỉ có chạy được hơn 4 vạn thôi thì nó còn rất là mới ạ. Tôi quay toàn bộ lại chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là toàn bộ về cái phần, đây là chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe. Chiếc gương cũng đã được bọc chrome rồi ạ. Và đây là toàn cái la răng của chiếc xe. La răng đã được chủ xe sơn thành màu đen Black Edition đấy ạ. Và đây là toàn bộ về cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe ạ. Ba đờ sốc trước của chiếc xe cũng còn đang rất là nguyên bản, là chưa có đâm đụng hay chưa ngập nước gì cả. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Đây là chiếc đèn gầm. Đây là đèn gầm của chiếc xe ạ. Và toàn đây là toàn bộ về phần ba đờ sốc trước và ba đờ sốc sau của xe. Và ba đờ sốc trước và ba đờ sốc sau của xe này đã được trang bị thêm là cảm biến trước và cảm biến sau. Cảm biến trước và cảm biến sau, không những đã trang bị cảm biến trước và cảm biến sau, và chiếc xe này đã có cả camera lùi, giúp cho quý vị và các bạn, nhất là những cái người mới lái, là có thể là dừng đỗ hoặc là lùi chuồng thì rất là yên tâm ạ. Đây là cụm đèn hậu của chiếc xe. Cụm đèn hậu của chiếc xe cũng đang rất là mới và chưa có sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Toàn bộ về cái phần hông của xe rồi là sườn của xe còn đang là sơn rất là căng ạ. Toàn bộ về cái phần tay nắm cửa này, tay nắm cửa của cả bốn cánh cửa. Tay nắm cửa này, cả bốn cánh cửa và ốp của hai gương đã được ốp, phần chủ xe đã ốp mạ chrome. Cho nên là rất là đẹp đẽ và chống xước ạ. Đây là phiên bản 2.0 rồi đấy ạ. Kia K3 phiên bản 2.0. Tiếp theo tôi sẽ quay vào cái phần toàn bộ về phần cánh cửa, phần bên trong táp bi cửa, cũng như là các quý vị và các bạn cùng xem ạ. Toàn bộ phần cánh cửa này rất là quan trọng, keo chỉ của nó lại còn nguyên ạ. Toàn bộ cái phần điều khiển này, gương kính này, đây là chiếc xe đã được trang bị là kính gương gập điện ạ. Gương gập điện, đây là công tắc của gương gập điện. Và đặc biệt nữa là bản 2.0 này là chiếc xe này đã có phần nhớ ghế rồi ạ. Nhớ ghế ở hai vị trí, ghế điện, xe đã được trang bị ghế điện và nhớ ghế ở hai vị trí. Phần nhớ ghế này giúp cho chiếc xe là khi chúng ta khởi động thì ghế sẽ đẩy lên, và khi tắt máy thì ghế sẽ lùi lại, giúp cho mình bước ra bước vào rất là dễ dàng. Toàn bộ với cái phần vô lăng của chiếc xe này đã được tích hợp các phím điều khiển như âm thanh, điều hòa, cruise control cũng được tích hợp hết trên cái vô lăng này ạ. Toàn bộ về cái phần nội thất da này cũng còn nguyên bản và còn đang rất là mới. Ghế chỉnh điện đây ạ, ghế chỉnh điện 8 hướng. Toàn bộ phần ghế chỉnh điện 8 hướng và đã tích hợp nhớ ghế. Vô lăng đã được tích hợp các nút điều khiển, ví dụ như điều khiển âm thanh, chuyển bài,
và cruise control. Điện thoại rảnh tay cũng được tích hợp hết trên cái vô lăng này ạ. Vô lăng đã được tích hợp và đa chức năng luôn ạ. Và cũng được tích hợp cái lẫy chuyển số sang số thể thao trên vô lăng đấy ạ. Chúng ta có thể sang số thể thao trên vô lăng, nếu như chúng ta có thể đi đường đổ đèo mình chuyển về số tay ấy, thì có thể sang số thể thao được trên vô lăng này. Tiếp đến là tôi sẽ quay về cái phần đằng sau của chiếc xe này ạ. Cánh cửa sau, toàn bộ về cái phần táp bi cánh cửa sau và cái phần ghế sau của chiếc xe này ạ. Toàn bộ cái phần ghế sau này là toàn bộ về da nguyên bản của xe đấy ạ. Và cái khoang sau này là đã được lắp thêm cái khoang sau đã được trang bị thêm một cái phần cửa gió điều hòa sau. Cửa gió điều hòa sau này thì cũng rất là nhiều, ít xe đã được trang bị, lại nhiều xe ở hạng C này là đã không được trang bị cái phần cửa gió điều hòa sau đâu. Như riêng chiếc Kia K3 này đã được trang bị cái cửa gió điều hòa sau, giúp cho người ngồi sau cũng rất là thoải mái, mát về mùa hè và ấm vào mùa đông. Tiếp đến là tôi lại quay về cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem lại. Toàn bộ keo chỉ là còn nguyên, doang riếc là đầy đủ, các thứ là doang còn mới ạ. Tắt đi cửa còn đẹp. Ghế da này, tôi quay là toàn bộ cái phần ghế da này còn nguyên bản, là chưa có rách riếc gì cả. Cái phần cửa sau này thì là cũng chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả, ghế còn nguyên bản và cái phần ngồi đằng sau này cũng rất ít. Ở cái phân khúc mà chạy dịch vụ nhiều ấy thì là cái phần hàng ghế sau này nó cũng mòn đi rất là nhiều. Và chiếc xe đang được trang bị cửa nóc rồi đấy ạ. Cửa nóc và trần xe còn rất là sạch sẽ, trần rất là sạch sẽ, cửa nóc đầy đủ rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn yêu thích cái xe này thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Toàn bộ về ốc cánh cửa, ốc bản lề cửa này là còn nguyên bản hết ạ, chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả. Đây là cái cánh cửa của bên cánh cửa trước bên lái. Tôi quay về cái cánh cửa trước bên lái này, toàn bộ cái phần keo chỉ nó còn nguyên đấy ạ. Doang hèm má cánh cửa các thứ còn nguyên ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Toàn bộ về cái phần bản lề, ốc bản lề còn nguyên bản, cho ta thấy là chiếc xe này chưa đâm đụng hay va chạm gì cả nên ốc nó mới còn nguyên như thế này ạ. Toàn bộ về cái phần ghế bên phụ đây ạ. Ghế bên phụ còn đẹp ạ. Toàn bộ về cái ốc khóa cánh cửa, bản lề của cánh cửa đây. Bản lề cánh cửa, ghế da còn đang rất là đẹp. Đây là cái da xịn theo xe đấy ạ. Và chủ xe đã lắp thêm cái hộp tì tay này ạ. Cái hộp để đồ và giúp cái người lái xe tì tay cho nó đỡ mỏi ạ. Vô lăng, cần số ạ. Cần số còn đang rất là đẹp. Đây là tôi quay về phần táp lô của xe. Táp lô của xe cũng còn đang rất là đẹp, chưa có sự xước sát gì cả. Cửa nóc đây. Tiếp đến là tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái táp lô của xe. Xe được trang bị cái màn hình rất to này ạ, màn hình giải trí rất to và kèm theo của cái màn hình này là cái màn hình Android giải trí đa phương tiện này. Quý vị các bạn cùng xem đây, tôi đang mở cái clip này, nghe nhạc là mở clip trên YouTube ạ. Và điều hòa là xe đã trang bị điều hòa tự động rồi ạ. Điều hòa tự động 2 vùng. Toàn bộ về cái phần vô lăng đây ạ. Đồng hồ của chiếc xe đây ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe ạ. Xe đã được trang bị là cái ghế chỉnh điện và nhớ ghế là 2 vị trí. Đây là nhớ ghế đã được trang bị cửa. Đồng hồ của chiếc xe đã chạy được hơn 4 vạn rồi đây. Đồng hồ chuẩn của chiếc xe đây. Chiếc xe chạy được hơn 4 vạn rồi cho nên rất là đẹp ạ. Vô lăng này, tôi quay lại cái phần vô lăng này là cái phần vô lăng đã được tích hợp tất cả các nút điều khiển, ví dụ như cruise control này, quý vị và các bạn nếu như chạy đường cao tốc, chạy đường dài thì là nó rất là tác dụng đấy ạ. Giúp cho chúng ta không phải sử dụng phần ga nữa mà chuyển sang phần tay hết ạ. Chuyển bấm nút cruise control thì đi rất là nhàn. Nếu như quý vị nào và các bạn mà đi xa thì đi đường cao tốc rồi sẽ thấy được ạ. Và vô lăng cũng đã được tích hợp điều khiển âm thanh lên vô lăng.
toàn bộ về cái cần số này, chạy hơn 4 vạn cho nên cần số còn rất là đẹp. Tôi quay đây là nó có ánh sáng, nhìn nó không rõ, đây là cái nút on up của cái phần cảm biến này. Và chủ xe đã lắp thêm là cảm biến áp suất lốp. Quý vị các bạn nhìn thấy ở trên táp lô nó có cái phần cảm biến áp suất lốp đấy ạ. Đây là cái phần lắp thêm thôi. Đấy, ở trước trên mặt cái đồng hồ là cái phần cảm biến áp suất lốp. Đây là cái phần cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau đấy ạ. Rất ít xe hạng C mà có cái phần cửa gió này. Kể cả nhiều xe hạng D cũng đã không được trang bị cái cửa gió này. Cửa gió cho người ngồi phía sau. Sau đây tôi sẽ quay về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là động cơ 2.0, nó khác với động cơ 1.6 rất là nhiều. Động cơ DOHC 2.0 16 van này ạ. Động cơ này cũng còn rất là nguyên bản, nó chưa có sự ngập nước. Tất cả cái ốc này tôi quay đầu tiên là mình xem nó có đâm đụng hay không, người ta phải xem cái ốc này. Cái ốc nó còn nguyên thì cái xe này nó sẽ còn nguyên bản, chưa có đâm đụng gì cả. Toàn bộ về cái ốc cabo, keo chỉ trên cabo lại còn nguyên ạ, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là ngập nước gì cả. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Toàn bộ cabo, keo chỉ còn nguyên, không có móp méo gì cả. Ốc còn nguyên đầy đủ hết đấy ạ. Chưa có móp méo gì cả, ốc còn nguyên, chưa tháo ra. Ốc cabo mà còn thì chiếc xe này là chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả đâu. Toàn bộ về cái tấm cách nhiệt của cabo này cũng đang, ốc của nó còn nguyên, chưa phải tháo ra lần nào. Toàn bộ cái ốc chân máy này, ốc chân máy của xe này là còn nguyên chấm sơn đỏ của nhà sản xuất đấy. Khi lắp ráp người ta sẽ ốc đánh dấu cái ốc này. Ốc còn nguyên thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa tháo ra làm gì cả. Và cái máy này chạy hơn 4 vạn thôi thì toàn bộ cái ốc này nó còn nguyên là cái việc đương nhiên. Nếu như mà tháo ra rồi thì đã sẽ có dấu hiệu bất thường, thì chiếc xe này có thể bị ngập nước thì người ta mới phải tháo ra để xử lý. Còn nếu như còn nguyên ốc như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có sự ngập nước, chưa phải ngập nước, cho nên là chưa phải tháo ốc ra làm gì cả. Toàn bộ đến cái hộp đen này, hộp đen rồi ắc quy tất cả còn nguyên, chưa phải tháo ra, nên là chưa có một vết tháo nào cả. Toàn bộ những cái ốc, tất cả những cái ốc trong khoang động cơ này chưa có một lần mở, chưa có một vết mở ốc, cho nên là điều này chứng tỏ chiếc xe này chưa ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Và chúng tôi cam kết cái điều này, nếu như máy móc mà đâm đụng hay là ngập nước, nên như quý vị các bạn lấy về rồi mà có phát hiện ra đâm đụng hay ngập nước thì chúng tôi sẵn sàng nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và các bạn. Toàn bộ về cái ốc này, chúng tôi bảo hành về cái máy móc này, nếu như đâm đụng và ngập nước chúng tôi sẽ hoàn toàn nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết nắng nóng như này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. You